lửa giấy nhỏ nhỏ ăn thôi cho nó không có chua. Xin chào tất cả mọi người nha. Thì mọi người biết hôm nay Mai ra vườn để làm gì không? Thì Mai ra vườn không phải để quay một cái món ăn, nấu ăn gì đó ngoài vườn này hay là thử thách gì đó. Thì hôm nay Mai sẽ, hôm trước thì Mai cũng có làm một cái video là ăn hết một dĩa chanh. Thì hôm nay Mai cũng còn thêm một món chua nữa. Mai đố mọi người biết món là món gì. Thì Mai sẽ không để mọi người chờ lâu nữa. Đây em là nguyên cái mâm tắc của Mai luôn nè mọi người. Tắc này thì nhà Mai có sẵn một cây tắc rất là nhiều trái. Thì sáng Mai đi hái thì trời mưa Mai không quay được hái cho mọi người xem. Tắc này thì còn non á mọi người, cho nên mình ăn thì nó sẽ không có chua mấy nha. Đây, tắc này nó không có chua mấy. Nếu mọi người ăn tắc á thì chọn những quả non, hay là ăn chanh thì chọn những quả non thì nó sẽ ăn chua mấy. Thì Mai thích ăn những quả non hơn. Bây giờ Mai với mọi người đi review hết cái mầm tắc này luôn nha. Giờ thì Mai mời mọi người ăn hết nguyên cái mâm tắc này với Mai nha. Thì không biết Mai có khả năng thì ăn hết được cái mâm này không. Trước tiên thì Mai sẽ thử thách mình trước nè. Mai sẽ cắt đôi trái tắc này ra. Tắc này rất là nhiều nước mọi người. Mời mọi người nha. Thôi mà lấy nhét hơi dở đi. Cái vỏ nó rất là đắng. Nhưng mà nếu mọi người không ăn chung với, nếu mà mọi người nào ăn tắc á mà lột cái vỏ đi á, nó còn chua gấp mấy lần ăn cái vỏ nữa. Mà mời mọi người thêm trái thứ hai nha. Tắc này rất là nhiều nước luôn rồi. Đây, tắc này nè mọi người, ai mà bị đau họng này kia ăn thì cũng rất là tốt luôn nha mọi người. Giờ Mai sẽ quét nguyên một trái bự ăn cho đã luôn nha. Muối này hơi khó chấm chứ. Đây, ăn tắc thì nó không có chua bằng ăn chanh. Ăn chanh, chanh nó rất là chua mà nó còn đắng nữa. Bây giờ thì Mai ăn trái này là trái thứ tư rồi đó. Mai thì ăn chua thì cũng rất là dở, không có ăn dở bao nhiêu đâu. Mà mình quay này mình thử thách thì mình phải cố gắng mình ăn, xem cái khả năng của mình ăn được bao nhiêu mọi người. Mai đi ra vườn thì khi nào cũng có một con chó đi theo Mai hết mọi người. Đi ra vườn quay thì khi nào mấy con chó nó cũng khoái dí theo Mai đi ra vườn hết. Thì giờ Mai sẽ ăn tiếp tục nha. Nãy giờ ăn thì được chắc được 5-6 trái à. Tắc này nó không có đắng, nó không có chua bao nhiêu. Nhưng mà cái dĩa muối ớt Mai làm cay quá mọi người ạ.
lửa giấy nhỏ nhỏ ăn thôi cho nó không có chua. Có ai xem video của Mai mà thì nước miếng không ta? Cái clip trước Mai đăng lên á, có mấy bạn kêu xem video Mai ăn chanh, xem xong tốn hết mấy ký nước miếng. Đây. Đó của Mai nè. Bông. Mai đi ra vườn thì nó hay dí theo Mai đi đó. Nó rất là thích đi ra vườn với Mai luôn. Ngồi đợi chờ Mai quay những cái clip nữa, vậy đó. Mọi người thấy rất là dễ thương không? Bông. Ăn nãy giờ thì mồ hôi ướt hết cả tóc. Được Ama ăn nãy giờ chắc tầm 10 trái rồi đó. Mà còn quá trời vô đây. Vô đây thì Mai sẽ đem về để mình đem đi ướp muối này kia để pha nước tắc uống mọi người. Nếu có dịp nào thì Mai sẽ hái tắc đem đi làm chân gà ngâm xả tắc nha. Ăn mồ hôi nóng nhẹ nhã cho người luôn mọi người ơi. Quạt tí cho mát. Giờ Mai sẽ tiếp tục ăn nha. Khả năng của Mai thì ăn nãy giờ được 10 trái rồi đó. Đây trái thứ 11. Mai nghĩ sau trái thứ 11 này Mai sẽ không ăn tiếp tục thêm được trái nào nữa. Bởi vì khả năng của Mai chỉ tới đây thôi. Mai mong mọi người thông cảm cho Mai nha. Thì Mai sẽ clip tiếp theo thì Mai sẽ tìm những cái món gì đó chua chua review đến cho mọi người xem nữa nha. Clip của Mai thì đến đây tạm dừng. Thì Mai, nếu mọi người nào yêu thích Mai thì cho Mai xin một like, một đăng ký kênh. Mai chào tạm biệt tất cả mọi người nha. Bye.